Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Là căn bệnh mà chúng ta phải gánh chịu, không phải trực khuẩn, không phải virus, mà chúng ta, chính chúng ta, là những kẻ có tội, đã cho phép kẻ thù xâm chiếm và cho phép nó phát triển mạnh mẽ trong cơ thể chúng ta. George Osawa, trên đây là lời của tiên sinh Osawa được viết trong quyển Yuaon Sanpaku. Mời các bạn xem phần lời nói đầu trong quyển sách nhỏ. Chính chúng ta đã tạo ra căn bệnh, không phải virus, do anh Lọc Le Ha biên soạn. Lời nói đầu năm nay, 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất hiện. Lúc đầu chỉ ở Trung Quốc nhưng rồi dần lan ra khắp thế giới, khiến cho số người nhiễm bệnh đến thời điểm đầu tháng 4 năm 2020 đã đạt đến con số 1 triệu người nhiễm bệnh và hơn 10.000 người chết. Tiên sinh Osawa, người sáng lập phong trào ăn uống dưỡng sinh, dùng thực phẩm để chữa bệnh đã khẳng định, chính chúng ta đã tạo ra căn bệnh mà chúng ta phải gánh chịu, không phải trực khuẩn, không phải virus, mà chúng ta, chính chúng ta, là những kẻ có tội, đã cho phép kẻ thù xâm chiếm và cho phép nó phát triển mạnh mẽ trong cơ thể chúng ta. Tiên sinh nói điều này là vì con người đã ăn nhiều thịt, cá, trứng, sữa, uống nhiều trà sữa, nước ngọt đóng chai, ăn nhiều thực phẩm có hóa chất, ăn trong thời gian dài nên cơ thể bị âm hóa, hệ miễn dịch suy giảm mạnh và sức đề kháng chống lại bệnh giảm sút. Và tình hình hiện tại của thế giới do virus corona hay COVID-19 gây ra chính là hệ quả của việc này. Cơ thể có hệ miễn dịch suy giảm không thể chống chọi lại được, suy kiệt rồi tử vong diện rộng trên phạm vi toàn thế giới. Bất kỳ hiện tượng, sự việc, vật thể, sinh vật nào trên thế gian này đều được cấu thành bởi hai yếu tố âm và dương. Triết lý âm dương khẳng định việc đưa thực phẩm dương vào người khiến cơ thể dương lên, quân bình với thể tạng đang bị âm của thân thể sẽ giúp cho cơ thể hết bệnh. Trong tình hình hiện nay, chúng ta nên ăn uống như thế nào để cơ thể dương lên, tăng cường sức đề kháng, để vô hiệu những con virus như corona? Mời các bạn đọc các phần bắt đầu ăn uống dưỡng sinh như thế nào, việc nấu ăn thực dưỡng ra sao trong cuốn sách Thực dưỡng hướng dẫn cách thay đổi số phận của tiên sinh Osawa được biên dịch năm 2015. Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành. Kính ghi Lê Hà Lộc. Ha ha ha, 问什么的说